Hello anh em, chào mừng đã quay lại với channel của mình, cũng như một video nữa về Zenazone Zero. Tiếp nối video trước về cách vận hành Yanagi, thì trong video này chúng ta sẽ nói tiếp về cách build và lựa chọn trang bị như là ổ đĩa hay W engine của cô. Lưu ý, đây là video được record trong server Content Creator nên sẽ có những thông tin và số liệu chưa chính thức, nó có thể thay đổi ở bản like. Và vẫn như thường lệ, thì nếu cảm thấy video hay và có ích, đừng quên để lại một like, share và subscribe cho kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ, không dài dòng nữa, chúng ta bắt đầu luôn thôi. Đầu tiên về mặt trang bị, chúng ta sẽ nói về ổ đĩa. Ở thời điểm hiện tại, Yanagi chưa thật sự có một bộ đĩa tối ưu riêng cho mình. Tuy nhiên, cô cũng có một vài lựa chọn thay thế như sau. Thứ nhất là bốn giáp hỗn độn. Mặc dù không tận dụng triệt để được passive của bộ 4, cô vẫn tận dụng được 30 tinh thông, 15% đam điện toàn thời gian và đôi khi cũng có thể tận dụng được thêm 20% đam bonus cho đòn siêu chiến kỹ của mình. Kết hợp với những bộ mech hai món như Blue tự do thì lượng chỉ số có được sẽ là 60 tinh thông và 15% đam điện mà không yêu cầu điều kiện gì, biến đây trở thành một trong lựa chọn ổn định nhất. Ngoài ra, bốn giáp hỗn độn cũng đi cùng với domain băng nguyên thủy là một bộ đĩa mà gần như bất kỳ support nào cũng dùng được, khiến đây trở thành một lựa chọn tương đối kinh tế. Tiếp theo, chúng ta sẽ có các bộ mech 2 như là 2 tấn công, 2 tinh thông, 2 xuyên giáp hay 2 đam điện, miễn là dòng phụ của các ổ đĩa này đẹp. Từ phiên bản 1.0 đến giờ thì có lẽ các bạn cũng đã có một vài món dùng được rồi và chúng ta có thể đem ra dùng ngay, nhanh chóng và hiệu quả trong quá trình đợi farm được một bộ 4 hoàn chỉnh. Sát thương mà các bộ mech 2 này đem đến cũng không thua bốn giáp hỗn độn quá là nhiều. Ví dụ, như khi chúng ta mech 2 bộ 2 tinh thông và một bộ 2 đam điện thì chỉ số có được sẽ là 60 tinh thông và 10% đam điện, chỉ thua bốn giáp hỗn độn 5% đam điện mà thôi. Từ đó thì khi lấy được Yanagi về mà vẫn chưa biết dùng bộ đĩa nào thì đây cũng là một cách xếp đĩa mà mình khuyến khích các bạn sử dụng. Sau hai lựa chọn ổn định ở trên thì chúng ta sẽ có một vài lựa chọn tình huống như sau. Đầu tiên là 40 tổ lôi đình. Đây là lựa chọn tốt nhất cho Yanagi trong đội hình mono hay là giả mono khi mà dị thường điện sẽ tồn tại trên người kẻ địch toàn thời gian. 10% đam điện và 28% tấn công combat là một lượng chỉ số rất lớn và lại có uptime cao, nên nếu sử dụng Yanagi trong đội hình mono hay là giả mono thì đây sẽ là thứ mà các bạn sẽ muốn hướng đến. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở đó, nếu muốn, các bạn cũng có thể dùng 40 tổ lôi đình trong các đội hình thông thường. Điểm mấu chốt ở đây là chúng ta sẽ phải tích lũy thêm vòng dị thường khi trên người kẻ địch vẫn còn dị thường điện, cụ thể là tích 1,9 vòng. Bằng cách này, chúng ta vẫn sẽ tận dụng được 99% giá trị mà mê tổ lôi đình mang lại. Tuy nhiên, nó sẽ thay đổi lối chơi và người sử dụng sẽ phải làm quen với nhiều công đoạn hơn trong chiến đấu. Cá nhân mình vẫn sẽ khuyến khích các lựa chọn ổn định trước đó vì tính dễ dàng trong chiến đấu và để mê tổ lôi đình cho đội hình mono lôi. Tiếp theo, chúng ta sẽ có 4 Electro gõ kiến. Giá trị lớn nhất của ổ đĩa này sẽ đến từ lượng tấn công combat của bộ 4. Thông thường thì các bạn sẽ có thể kích hoạt được 2 stack và trong những content mà kẻ địch hung hăng thì chúng ta sẽ có thể kích hoạt được 3 stack trong một vài thời điểm. Đó là 18 đến 27% tấn công combat, một lượng chỉ số không hề tồi. Tuy nhiên thì lưu ý ở đây là Yanagi sẽ cần gây ra bạo kích để có thể kích hoạt bộ 4, nên các bạn sẽ cần từ 20 đến 25% tỷ lệ bạo kích để đáp ứng nhu cầu đó. Nhìn chung, đây là một lựa chọn khả thi nếu các bạn đã có sẵn một vài món trong kho đồ của mình rồi. Cuối cùng, chúng ta sẽ có 4 blue tự do. Mặc dù không có lượng buff nhiều như các ổ đĩa khác, blue tự do sẽ giúp ích cho những content khi mà chúng ta gặp khó khăn trong việc tiêu lũy dị thường để có thể tối ưu sát thương hỗn loạn. Nó có thể là kẻ địch có kháng tính điện, đồng đội không thể giảm kháng hay đồng đội không dùng blue tự do, hoặc là chúng ta đối đầu với những loại bot có thành tích lũy dị thường cao. Khi đó thì trong một vài trường hợp cụ thể, một bộ 4 blue tự do có chỉ số tốt cũng là một lựa chọn không hề tồi. Và ngoài ra thì trong tất cả các bộ 4 mình nói ở trên, các bạn có thể mix với những bộ 2 như là 2 tinh thông, 2 tấn công, 2 xuyên giáp, 2 đam điện tùy tình huống. Về dòng chính của ổ đĩa, chúng ta sẽ dùng đĩa 4 là tinh thông, đĩa 6 là khống chế dị thường hoặc tấn công với đội hình mono, đĩa 5 thì có thể là tấn công, xuyên giáp hoặc đam điện tùy tình huống. Với dòng phụ, các bạn sẽ ưu tiên tinh thông và tấn công như đa số các nhân vật dị thường khác. Ngoài ra ở đây thì mình cũng đã test luôn một vài bộ đĩa nổi bật để cho các bạn hình dung được chúng sẽ thể hiện như thế nào trong chiến đấu. Cụ thể hơn, chúng ta có thể xem các clip minh họa như sau.
sau ổ đĩa, chúng ta sẽ nói đến W engine. Ở thời điểm hiện tại, lựa chọn của chúng ta tương đối hạn chế, một số engine tiêu biểu nhất sẽ được liệt kê như sau. Đầu tiên và cũng là lựa chọn tốt nhất là chấn của Yanagi, một W engine có tấn công cơ bản cao, dòng phụ là tấn công. Passive của nó tăng 30% tích lũy dị thường điện, 75 tinh thông và 25% sát thương hỗn loạn. Đây là tất cả những thứ mà Yanagi cần. Vì đây là một bộ số mà chưa có nguồn cung cấp, khi các chỉ số như là tấn công combat, đam bonus hay là tinh thông đều đã được đầu tư rồi, thì việc có thêm một bộ số mới sẽ giúp tăng 25% sát thương đầu ra cho một loại hỗn loạn mà Yanagi kích hoạt. Cụ thể hơn thì có thể hiểu đơn giản là 25% này sẽ tăng sát thương cho hỗn loạn đặc biệt của Yanagi và hỗn loạn của nhân vật dị thường còn lại trong đội được Yanagi kích hoạt. Thông thường thì mình sẽ không khuyến khích chúng ta lấy W engine mà chỉ cần lấy M0 là đủ. Tuy nhiên, đây là một trường hợp đặc biệt mà nếu có điều kiện thì các bạn có thể cân nhắc đầu tư vào W engine này. Tiếp theo chúng ta sẽ có chấn của Rage. W engine này sở hữu một lượng tấn công cơ bản cũng tương đối cao với dòng phụ là xuyên giáp. Passive của nó tăng 12% tấn công combat và 75 tinh thông sau khi dùng đủ 3 lần chiến kỹ hoặc siêu chiến kỹ. Đây cũng là một lựa chọn chất lượng, nhất là khi chúng ta ghép Yanagi cùng với Rina và những nguồn xuyên giáp khác. Với chấn của Ray thì Yanagi sẽ dễ dàng đạt được đến ngưỡng xuyên giáp cao, tận dụng triệt để giá trị của chỉ số này hơn. Ngoài ra thì hiệu quả tăng tinh thông cũng không quá khó để đạt được khi mà nó chỉ yêu cầu dùng chiến kỹ, thứ mà Yanagi có thể dùng thường xuyên để có thể đổi thể đánh. Từ đó thì nếu mà đã có sẵn W engine này, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phân khúc W engine cấp A. Đầu tiên là W engine Battle Pass, son màu nhiễm điện. Về mặt chỉ số cơ bản thì nó không có gì quá đặc biệt, cũng giống như đa số các W engine cấp A khác, với tấn công cơ bản tầm trung và 75 tinh thông. Thứ giá trị nhất đến từ W engine này là 10% tấn công combat và 15% down bonus tận dụng toàn thời gian. Khác với những W engine khác thì điều kiện kích hoạt passive của son môi khá là dễ và không có downtime. Nó khiến sát thương gây ra không bùng nổ nhưng lại cực kỳ ổn định. Từ đó thì đây là một trong những lựa chọn mà nếu có sẵn các bạn cũng có thể hoàn toàn sử dụng. Tiếp theo là song tinh dây lệ với tấn công cơ bản trung bình và dòng phụ 30% tấn công. Khi đối mặt với kẻ địch tinh anh với đội hình 2 dị thường thì song tinh có thể tích stack tương đối nhanh và giúp tăng một lượng lớn tinh thông ở thời điểm dồn sát thương. Tinh thông của song tinh W5 có thể lên đến gần 200, tăng một lượng lớn sát thương hỗn loạn và hỗn loạn đặc biệt của Yanagi. Lượng tinh thông cao này có thể giúp dồn sát thương trong thời gian ngắn, cụ thể lúc kẻ địch bị choáng và kết thúc trận chiến sớm. Tuy nhiên, nếu đối mặt với những content mà kẻ địch là bot, có HP cao hoặc thành tích lũy dị thường cao, song tinh sẽ có thể gặp khó khăn trong việc tích lũy và duy trì stack của mình. Mặc dù vậy, đây vẫn có thể coi như là một lựa chọn hợp lý cho người chơi free to play. Và cuối cùng, chúng ta cũng có thể sử dụng khủng long. Chỉ số cơ bản của W engine này sẽ tương đồng với gà son môi. Với việc sử dụng siêu chiến kỹ thường xuyên thì passive của khủng long sẽ giữ được từ 4 đến 5 stack một cách ổn định, tương đương với từ 10 đến 16% tấn công combat. Giá trị của buff này cũng sẽ gần bằng với gà son môi và cũng là một lựa chọn ổn định cho người chơi free to play. Nhìn chung, với việc xây dựng trang bị cho Yanagi thì các bạn sẽ không gặp quá nhiều khó khăn. Ngoài ra, để bonus thêm thì mình sẽ thêm một phần so sánh sát thương của các W engine cho các bạn dễ hình dung. Chúng ta sẽ có 3 loại sát thương cần phải so sánh, đó là sát thương hỗn loạn đặc biệt, sát thương hỗn loạn điện của Yanagi và sát thương hỗn loạn hỏa của Bernie. Chúng ta sẽ đi qua lần lượt các động cơ này để xem chúng thể hiện như thế nào nhé.
Ok, vậy là chúng ta đã đi qua hết tất cả những phần cần nói đến trong video này. Hy vọng là các bạn đã có thêm những thông tin hữu ích trong công đoạn xây dựng trang bị cho Yanagi. Nếu cảm thấy video hay và có ích thì đừng quên để lại một like, share và subscribe cho kênh của mình nhé. Mình Little Fox, cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.